Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bộ phận bảo tồn nước của thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang rằng lượng mưa lớn do cơn bão số 4 mang đến đã khiến lượng mưa bề mặt trung bình của lưu vực sông Vĩnh Giang trong 4 ngày đạt khoảng 440mm, vượt qua cơn bão đổ bộ trực diện vào năm ngoái. Đặc biệt, lượng mưa trên bề mặt lưu vực sông Vĩnh Giang gần bằng mức xuất hiện 100 năm, xuất hiện lũ lụt lưu vực cực lớn. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử. Trong số đó, tổng lượng mưa ở Diêu Thị, khu vực xảy ra lũ lụt cao bằng tổng lượng nước của 68 hồ Tây. Dữ liệu cho thấy do ảnh hưởng chung của bão số 4 và không khí lạnh, lượng mưa trung bình trên khu vực lưu vực sông Vĩnh Giang đạt khoảng 440mm trong 4 ngày. Các chuyên gia cho biết, lượng mưa trên toàn thành phố đã vượt qua cơn bão 2 đổ bộ trực tiếp vào năm ngoái. Đặc biệt, lượng mưa ở lưu vực sông Vĩnh Giang là lớn nhất kể từ khi có hồ sơ thủy văn, gần bằng một lần trong 100 năm. Một trận lũ thế kỷ, lượng nước đổ về từ toàn lưu vực sông Vĩnh Giang đạt 1,4 tỷ mét khối, tương đương với lượng nước của 10 hồ chứa Bạch Si ở khu vực này đổ xuống. Các chuyên gia bảo tồn nước cho biết, sông Vĩnh Giang là sông mẹ của sông Ninh Ba. Nước từ sông Phụng Hoa và sông Nhiêu Giang cuối cùng sẽ chảy vào sông Vĩnh Giang và đổ ra biển. Một nửa diện tích của Ninh Ba nằm trong lưu vực sông Vĩnh Giang. Đó là lý do tại sao lũ lụt lại nghiêm trọng như vậy, lượng nước đổ về lớn như vậy. Cộng với dòng nước thượng nguồn đổ về dữ dội, đỉnh chiều cường và mực nước mạng lưới sông dâng cao nên việc xả nước lũ gặp nhiều khó khăn. Theo Du Xiao Li, lãnh đạo nhóm chuyên gia phòng chống bão Ninh Ba và là kỹ sư trưởng của Cục Bảo tồn nước, trước lượng nước đổ vào khổng lồ như vậy, dự án bảo tồn nước đã đóng một vai trò to lớn. Tính đến 6 giờ sáng thứ Sáu, 32 hồ chứa lớn và vừa của thành phố đã chứa được 450 triệu mét khối nước lũ. Hiện có 22 hồ chứa vừa và lớn, 28 hồ chứa loại vừa và 12 hồ chứa loại nhỏ quan trọng vượt được nước giới hạn lũ. Trong đó có 3 hồ chứa lớn là Chu Công Trại, Tiêu Khẩu và Tư Minh, hồ đã vượt mực nước cao nhất trong lịch sử. Thông qua việc lập lịch cao điểm xen kẽ hợp lý, hồ chứa sẽ phát huy tối đa lợi ích kiểm soát lũ và giảm áp lực chống lũ hiệu quả cho hạ du. Tính đến nay, tổng lượng nước lũ do các hồ chứa lớn ở thành phố Dư Diêu xả ra là 150 triệu mét khối. Với việc cơ bản ngừng mưa và giảm lượng nước vào hồ chứa Chu Công Xá bắt đầu ngừng xả lũ từ 6 giờ sáng thứ Sáu và lưu lượng hạ lưu của hồ chứa Giao Khẩu cũng giảm đáng kể. Các chuyên gia cho biết, nếu dự án thủy lợi không ngăn được lượng nước đến, mực nước sông chính ở hạ lưu Ninh Ba sẽ tăng từ 50 đến 70cm. Theo tin tức từ Văn phòng Kiểm soát Ngập lụt Đô thị của thành phố Ninh Ba, tình trạng ngập úng ở khu đô thị trung tâm đã xấu đi kể từ hôm thứ Năm. Do mực nước sông trong thành phố dâng cao và mực nước thủy triều của sông Tam Giang dâng cao nên tình trạng ngập lụt đã xảy ra. Thành phố đang huy động mọi lực lượng để tiêu thoát lũ. Theo phân tích của các chuyên gia chống ngập, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở khu vực đô thị. Thứ nhất là lượng mưa lớn lên tới 418mm tại khu vực đô thị. Thứ hai là khả năng thoát nước chưa mạnh, nước không thể thải ra ngoài, khả năng thoát nước rất hạn chế. Được biết, Văn phòng chống lũ lụt ở các đô thị nói chung ghi lại mực nước của sông trong thành phố và mực nước chiều của ba con sông mỗi giờ một lần để theo kịp những thay đổi của chế độ nước. Nhận thấy vào lúc 15 giờ chiều thứ Sáu, mực nước chiều cao nhất tại cửa sông Tam Giang là 2,65m, cao hơn mực nước cảnh báo, gây khó khăn cho việc xả nước sông trong nội thành. Đồng thời, mực nước sông nội địa ở quận Hải Thư là 2,76m, ở quận Giang Đông là 2,44m và quận Giang Bắc là 2,56m. Tất cả đều vượt quá mực nước cảnh báo. Rõ ràng, so với ngày hôm trước, mực nước trong nội thành vẫn ở mức cao, chưa thể hạ thấp đáng kể. Người phụ trách Văn phòng Kiểm soát Ngập lụt Đô thị nói rằng, nếu mực nước sông nội thành và mực nước thủy triều của sông Ba không hạ xuống, sẽ khó xả lượng nước ngập úng và tình trạng ngập úng đô thị sẽ tiếp tục. Hiện nay, đảm bảo an toàn sinh kế cho người dân là ưu tiên hàng đầu của công tác chống lũ và chống ngập úng đô thị. Tính đến 16 giờ chiều thứ Sáu, Ban Chỉ huy chống ngập đô thị đã bố trí hơn 13.000 nhân viên ứng cứu khẩn cấp và điều động hơn 12.000 lượt người, tổng số 581 máy bơm tiêu, gần 70 phương tiện thuyền và gần 40.000 người được điều động để tiêu và thoát nước. Do lượng mưa lớn từ cơn bão số 5 mang đến, Ninh Ba, Chiết Giang đã phải hứng chịu trận lũ lụt chưa từng xảy ra trong một thế kỷ và 70% thành phố Du Giao bị ngập lụt. Hàng nghìn người dân địa phương đã biểu tình trước cổng tòa thị chính hôm thứ Ba. Những người biểu tình dương cao các biểu ngữ kêu gọi bí thư thành ủy Mao Hồng Phương từ chức. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, nhà chức trách đã cử hơn 1.000 cảnh sát mang khiên đến hiện trường để bảo vệ hiện trường. Sau cuộc đối đầu giữa hai bên đã nổ ra xô xát, một số người biểu tình bị đánh chảy máu mặt. Đồn thổi rằng nhiều người đã bị bắt, nhiều người bị ảnh hưởng về cơ bản dựa vào sự tự giúp đỡ. Sau thảm họa địa phương, giá cả tăng vọt, nhất là sau khi thời tiết trở nên tốt đẹp, tình trạng ngập nước vẫn tiếp diễn, cảnh tượng bị cắt điện, thiếu nước và lương thực càng khiến cho sự phản kháng của người dân vùng bị ảnh hưởng lên cao chưa từng có.
các cơ quan liên quan của chính phủ Diêu cho biết họ đã làm hết sức mình. Tuy nhiên, khi phần lớn thành phố vẫn chìm trong lũ lụt, đài truyền hình Ninh Ba đã phát đi tin giả nói rằng lũ đã rút và mọi thứ đã trở lại bình thường. Điều này đã làm dấy lên sự tức giận của nhiều nạn nhân. Sau đó, Ma Hồng Phương, bí thư thành ủy Diêu, nói rằng chính quyền địa phương đã đưa ra những cảnh báo kịp thời và phản ứng nhanh chóng, đồng thời có thể cho chính quyền 60 điểm để cứu trợ thiên tai. Sáng sớm hôm thứ Năm, Hạ Bảo Long, bí thư tỉnh ủy Chiết Giang kiêm giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh, đã vội vã đến Chu Giao để chia buồn với các nạn nhân và chỉ đạo công tác tái thiết sau thảm họa tại địa phương. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng bình luận, việc bày tỏ những yêu cầu hợp lý phải kịp thời và hợp lý, duy trì sự ổn định là trách nhiệm của mọi người. Các nhà báo Trung Quốc nhận thấy rằng có vô số lời chỉ trích chính phủ trên đường phố Chu Giao. Dư luận đặt câu hỏi, Dư Diêu là thành phố gần biển, hứng chịu bão nhiều năm, lẽ ra phải có đầy đủ các biện pháp khẩn cấp, phương án dự phòng từ lâu, sao khi thiên tai ập đến lại bị động như vậy? Thưa quý vị, nước lũ dâng, làm ngập nước, lũ lụt ở Thọ Quang, Sơn Đông gây ra thảm họa, xả lũ từ thượng nguồn gây ra thảm họa hay thảm họa do thiên tai, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, nhiều nơi ở Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông có mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua. Lượng mưa hiếm thấy trong nhiều năm khiến hồ chứa Diệp Viễn, hồ chứa Đường Thủy và hồ chứa Hắc Hồ Sơn tiệm cận hoặc vượt mức nước cảnh báo lũ, mức trữ nước và lưu lượng vào vượt xa lưu lượng trữ. Sáng ngày hôm qua, cùng với việc gia tăng lưu lượng xả lũ, các làng ven sông Mi bắt đầu bị nước sông tràn vào, nhiều làng lần lượt bị ngập. Mưa lớn 4 ngày qua, một số nơi vẫn bị ngập sâu trong nước lũ. Còn việc lũ có phải do thượng nguồn xả lũ hay không, phía hồ chứa cũng đã có phản ứng. Mưa bão và xả lũ, Thọ Quang đang trải qua đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1974, theo Louis Evening News. Đây là đỉnh lũ lớn nhất mà Thọ Quang trải qua kể từ năm 1974. 4 ngày sau trận mưa lớn, các ngôi làng vẫn chìm trong nước. Hôm qua, nước đã ngập sâu hơn 1 mét nước ở làng Nam Chiếu Khê, thị trấn Dương Khẩu, Thọ Quang. Dân làng đã sơ tán hết, ngôi làng trống rỗng, nước ngập trong nhiều ngày không có dấu hiệu rút. Nước trong làng ngập sâu khoảng 60cm, ngập trên đầu gối, đến đùi người dân, có nơi nước sâu đến thắt lưng. Từ những hình ảnh, video do người dân mạo hiểm về nhà trước đó ghi lại, có thể thấy nhiều đồ đạc đã bị ngâm trong nước. Dân làng không nỡ vứt bỏ ngay cả bộ chăn ga cũ nát ngâm nước, vội vã giặt sạch phơi khô. Trong trận lũ này, nhiều nông dân ở các làng lân cận bị ảnh hưởng nặng nề. Phóng viên nhìn thấy ở làng Quảng Lĩnh, thị trấn Thượng Khẩu, hàng chục con lợn của một nông dân nằm ngổn ngang bên mương. Dù được giải cứu kịp thời nhưng tất cả đều đã kiệt sức. Sau trận lụt ở thành phố Thọ Quang, một số cư dân mạng đã đăng một bài báo cho rằng ba hồ chứa ở thượng nguồn xả lũ khiến sông chảy ngược. Vào ngày hôm qua, nhân viên của hồ chứa Diệp Viễn cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Paper rằng nếu không xả lũ hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Thông thường mùa lũ bắt đầu từ tháng này. Mùa lũ năm nay mưa nhiều, mùa lũ chính vụ của các hồ bắt đầu từ tháng trước. Thường thì các cửa xả lũ ở đây sẽ được nâng lên ngay khi mực nước vượt mức nước an toàn buộc xả lũ. Nhưng không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy. Nếu không xả lũ thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Vào sáng sớm hôm kia thứ Ba, Tôn Triều và Ngụy Trạch Khôn, hai sĩ quan cảnh sát hỗ trợ từ đồn cảnh sát Tôn Gia Cát thuộc Cục Công an thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, bị sóng lớn xô xuống sông khi đang giải cứu những người bị lũ cuốn. Tính đến hôm thứ Năm, cặp đôi này vẫn mất tích. Nhiều người dân, doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã quyên góp một lượng lớn lương thực, nhu yếu phẩm. Hai học sinh cấp 3 đã lì xì đến mua bánh chưng, nhóm lửa cho bà con. Hôm thứ Năm, huyện ủy thị trấn Thọ Quang Hầu, Duy Phường gửi điện kêu cứu, đang cần lương thực gấp. Trong quá trình xả lũ, 7 ngôi làng ở hậu trấn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã tổ chức hơn 10.000 người để chống lũ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là lương thực và nước uống của nhân viên tiền tuyến không thể giải quyết kịp thời. Mong các tình nguyện viên có thể quyên góp lương thực, mì gói. Nước khoáng thị trấn Di Tai bị ngập nước nghiêm trọng. Một khu vực rộng lớn của khu vực nhà kho bị ngâm trong nước, lâu ngày sẽ khiến nhà kho bị sập. Hiện tại cần có một máy bơm công suất lớn để thoát nước cho nhà kho. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Việt Nam là quốc gia có thực lực quân sự mạnh hàng đầu nước Đông Á, lại là nước nằm giữa kinh nghiệm chiến tranh phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến đối với các cường quốc quân sự. Vậy nên trên bất kỳ phương diện nào thì Việt Nam cũng đều là một khúc xương khó nuốt. Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói trong chiến lược chúng ta có thể coi thường đối thủ, nhưng trong chiến thuật thì cần phải coi trọng đối thủ. Cho nên hành động quân sự đối với Việt Nam ắt phải có một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ khoa học.
Đó là những lời khai bút được cho là trong một tài liệu kế hoạch tấn công đánh chiếm Việt Nam. Trong vòng 31 ngày, mà quân đội Bắc Kinh đã soạn thảo ra và bị rò rỉ trên Internet. Theo như tài liệu này, Trung Quốc coi Việt Nam là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh lãnh thổ của họ và cũng là trở ngại lớn nhất đối với sự trỗi dậy của chính quyền Bắc Kinh. Không những thế, dải đất chữ S này còn là trung tâm chiến lược của toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Cho nên Trung Quốc nếu như muốn giành quyền kiểm soát Đông Nam Á, thì cửa ải đầu tiên chính là phải chinh phục được Việt Nam, mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc về phía Nam. Vậy thì quân đội Bắc Kinh đã tính kế hoạch như thế nào để mà dám tự tin rằng trong vòng 31 ngày có thể xóa sổ Việt Nam khỏi bản đồ thế giới? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Theo nguồn tài liệu này, để cầm chắc chiến thắng trong tay trong vòng 31 ngày, đầu tiên quân đội Trung Quốc đã nghiên cứu kỹ lưỡng về địa hình của nước ta để xác định chiến thuật tác chiến. Bản kế hoạch này trình bày rằng địa hình của Việt Nam rất đặc thù, nó có hình dạng giống như một con rắn nước kỳ quái nằm ở cực đông của bán đảo Đông Dương, dài hẹp từ bắc xuống nam, hẹp từ đông sang tây, cao ở phía tây, thấp ở phía đông và chủ yếu là địa hình đồi núi cao nguyên. Miền Bắc Việt Nam do hệ thống khe suối cắt đứt mà tạo thành những dãy núi theo hình bình hành. Độ cao so với mực nước biển từ 300 đến 1.500 m, phía Nam là các cao nguyên và đồi, cao hơn so với mực nước biển từ 500 đến 1.500 m. Giữa núi có nhiều khe suối, khe sông, lòng sông lại gồ ghề tạo ra các dòng chảy phức tạp, rất dễ xảy ra lũ lụt vào mùa mưa. Do đó, hầu hết các khu vực của Việt Nam không thích hợp cho các hoạt động cơ giới hóa quy mô lớn, dựa trên những bài học thất bại của quân sự Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và kinh nghiệm chiến đấu của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979, thì việc sử dụng đội quân sơn cước và trực thăng vũ trang tác chiến tại các vùng rừng núi hiểm trở sẽ là chiến thuật hiệu quả nhất. Chỉ cần phá vỡ được tuyến phòng thủ tại vùng núi phía Bắc Việt Nam là có thể lập tức tiến vào đồng bằng sông Hồng. Bộ đội tăng thiết giáp sẽ phát huy uy lực tối đa, đánh tan theo hướng đã định. Tuy nhiên, trong chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979, bộ đội tăng thiết giáp tiến công trên các tuyến đường theo cách đánh cũ đã được chứng minh là không thành công. Như vậy, cách tối ưu duy nhất là mở ra một mặt trận khác, tập trung sức mạnh hỏa lực của bộ đội tăng thiết giáp và quy mô lớn, đột kích bất ngờ hòng hủy diệt khu vực trung tâm của Việt Nam. Đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định thắng lợi trên bộ của quân đội Trung Quốc. Nước này cho rằng đánh rắn thì phải đánh phần thất thốn, tức là phần cổ phía dưới của đầu rắn hay là đốt thứ bảy. Đây chính là vị trí cửa mệnh của con rắn. Vậy thì với con rắn nước Việt Nam, thất thốn chính là điểm thanh hóa ở khu vực duyên hải Trung Bộ, nối liền Bắc Nam Việt Nam, chủ yếu là hai đoạn đường huyết mạch, đường sắt và đường bộ từ Thanh Hóa hướng vào Nam. Cho nên Thanh Hóa rõ ràng chính là chế ngự yết hầu đầu con rắn vùng Bắc Bộ Việt Nam. Bóp nghẹt cả yết hầu này thì đồng nghĩa với việc bóp nghẹt thất thốn của con rắn này rồi. Hơn nữa, địa hình Thanh Hóa là một vùng đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng, thích hợp cho lính thủy đánh bộ, đổ bộ quy mô lớn, cùng lúc tiến hành đổ bộ cả dưới nước và trên cạn, lập tức có thể đưa một lực lượng lớn bộ đội tăng thiết giáp vào chiến trường, tránh phải vượt núi cao, dốc lớn, lợi dụng tuyệt đối ưu thế, đồng bằng, tăng tốc tấn công về Hà Nội. Nếu như tiến hành đổ bộ tác chiến tại Thanh Hóa thuận lợi thì toàn bộ cục diện chiến trường sẽ thay đổi căn bản, mục tiêu Việt Nam nhanh chóng được giải quyết. Sau khi đã tính toán kế hoạch dựa theo đặc điểm địa hình của Việt Nam, quân đội Trung Quốc xây dựng kế hoạch tấn công Việt Nam cụ thể như sau. Thứ nhất, về bố trí binh lực, tác chiến với Việt Nam quyết định tấn công theo 3 hướng, với phương pháp hướng tâm bao vây, đồng thời sử dụng bộ đội cấp binh đoàn tổ chức chiến dịch tấn công theo 3 hướng Bắc, Trung, Nam, dựa trên chiến lược tấn công phía Bắc trước, phía Nam sau. Cụ thể, hướng phía Nam, tỉnh Vân Nam sẽ có nhiệm vụ tấn công phía Bắc, đồng thời chuẩn bị các điều kiện khai chiến tại các vùng núi trong thời gian đầu. Mũi tấn công này sẽ do binh đoàn toàn bộ binh số 14 đảm nhận, với tổng cộng binh lực là 60.000 quân. Hướng phía tỉnh Quảng Tây phụ trách mũi tấn công phía Đông do binh đoàn bộ binh số 42 đảm nhận nhiệm vụ tấn công, với sự chi viện yểm trợ của binh đoàn số 41. Mũi tấn công này có tổng cộng binh lực là 100.000 quân. Hướng tấn công phía Nam sẽ triển khai bộ binh đoàn thủy quân lục chiến và chia thành hai mũi tấn công nhỏ. Một mũi tấn công các cơ quan đầu não của Hà Nội, một mũi dùng hỏa lực khống chế tiêu diệt toàn bộ không phận miền Trung của Việt Nam,
hướng tấn công phía Nam có tổng binh lực là 150.000 quân, trong đó 100.000 quân đổ bộ. Như vậy, tổng binh lực quân đội Trung Quốc tham chiến đã là 520.000 quân, không tính binh đoàn pháo binh và sư đoàn không quân chiến lược. Bộ đội tác chiến sẽ duy trì 310.000 quân, dự kiến đưa vào chiến trường 1.200 xe tăng, 3.000 xe bọc thép và 3.200 máy bay chiến đấu các loại. Bày binh bố trận xong xuôi, giờ là đến kế hoạch thời gian tác chiến, dự kiến trong vòng 31 ngày, trọn vẹn 1 tháng. 31 ngày này được quân đội Trung Quốc chia ra thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là tấn công lục địa. Giai đoạn này kéo dài trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, binh đoàn pháo binh số 2 sẽ phóng 500 tên lửa chiến thuật tầm ngắn, 100 tên lửa chiến thuật tầm trung để phá hủy sạch mọi cơ quan chính trị, quân sự trên toàn đất nước Việt Nam. Còn hải quân sẽ phóng 200 tên lửa đạn đạo tấn công lục địa và 100 tên lửa hành trình trên đảo vào đối phương, tức là Việt Nam chúng ta. Không quân sẽ ném bom vào các nhà máy điện lớn, vào các khu công nghiệp, còn các đơn vị điện tử sẽ thực hiện nhiễu điện tử để cắt đứt mọi thông tin liên lạc từ trung tâm chỉ huy, va chạm cơ sở radar của Việt Nam. Và để kết thúc giai đoạn tác chiến thứ nhất, Trung Quốc dự tính điều động 1.500 máy bay chiến đấu thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Việt Nam, loại bỏ hoàn toàn sức mạnh không quân Việt Nam. Còn hải quân sẽ tiếp tục phóng 100 tên lửa hành trình trên đất liền để tiêu diệt tại các điểm cố định. Giai đoạn thứ hai tấn công chiến thuật diễn ra trong 2 ngày. Trong 2 ngày này, không quân hàng không và không quân hải quân sẽ xuất kích 1.000 máy bay tấn công ném bom vào các mục tiêu quân sự chủ yếu của Việt Nam. Lần thứ 3, binh đoàn bộ binh tấn công vào các mục tiêu trọng yếu phía trước của đối phương với sự yểm trợ của các tên lửa hành trình và hỏa lực của rocket. Hạm đội Nam Hải hoàn toàn phong tỏa tuyến đường biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ và toàn bộ vùng biển Nam Trung Quốc. Hạm đội Đông Hải thực thi nhiệm vụ từ xa, cảnh giới bao vây vòng ngoài, cùng thực hiện tấn công chiến thuật. Lục quân hàng không sẽ phối hợp với pháo binh mặt đất và trực thăng tập trung hỏa lực đánh sâu vào các mục tiêu, còn các mũi tiến công trên bộ thì thâm nhập vào các vị trí tấn công. 10 tàu đổ bộ lớn và 100 tàu đổ bộ cỡ vừa từ các quân cảng xuất phát, hải quân hàng không binh và tàu ngầm tấn công chiến lược bảo vệ toàn bộ không phận và hải phận khu vực đổ bộ. Và giai đoạn thứ 3 tác chiến trên mặt đất diễn ra từ ngày 6 đến ngày 31 theo kế hoạch ban đầu. Để thực hiện tác chiến trên bộ, các binh đoàn bộ binh sẽ có 1 giờ đồng hồ để chuẩn bị toàn bộ hỏa lực đồng loạt từ các hướng Bắc, Đông, Nam thần tốc tiến về tấn công Việt Nam. Binh đoàn bộ binh phía Bắc và phía Đông tấn công Việt Nam theo tuyến đường như năm 1979 đã làm. Binh đoàn đổ bộ số 1 và lữ đoàn hải quân lục chiến số 2 từ hai phía đổ bộ vào thành một mũi tiến công. Các ngày tiếp theo sẽ theo kế hoạch tác chiến của từng mũi tiến công để thực hiện. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh trong 3 ngày phải hoàn thành được việc chiếm lĩnh thủ đô Hà Nội. Dự tính đến ngày 31, quân đội Trung Quốc sẽ chiếm được toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Để bàn kế hoạch này được chu toàn và hoàn hảo hơn, quân đội Trung Quốc lường trước cả việc thế lực thứ 3 chen chân vào, đó là Mỹ. Bắc Kinh cho rằng Mỹ luôn nhỏ ngó Việt Nam, chỉ cần họ có bất cứ động thái nào nổ súng châm ngòi chiến tranh với Việt Nam thì quân đội Mỹ nhất định sẽ tìm cách để ngăn cản. Vì vậy, việc nhanh chóng đưa lực lượng bộ binh vào để biến Việt Nam thành một chiến trường thực sự, hình thành cục diện hỗn chiến thì mới có thể triệt để ngăn chặn quân đội Mỹ thọc tay vào. Đó là những nội dung cơ bản và quan trọng nhất mà chúng tìm hiểu được về bản kế hoạch tấn công và xóa sổ Việt Nam trong vòng 31 ngày của quân đội Trung Quốc. Và nhận ra một điều rằng có vẻ như là quân đội nước này chẳng có việc gì khác ngoài việc ủ mưu, tư kế, tử kế để xóa sổ Việt Nam. Nhưng không hiểu là các tướng tá của quân đội Bắc Kinh lấy đâu ra cái dũng khí trở về ấy để mà hết lần này đến lần khác ngồi vào bàn giấy thảo ra chuyện đánh chiếm Tổ quốc Việt Nam. Phải chăng họ đã quên mất những quá khứ nhục nhã trong lịch sử tổ tiên của họ cũng đã từng thực chiến tàn bạo như thế nào nhưng rồi đã thất bại cay đắng ra sao? Dù có là hàng trăm hàng nghìn năm chứ chưa nói tới vài chục ngày. Việt Nam có thể nhỏ bé hơn Trung Quốc, thậm chí nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng người Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn và ý chí bảo vệ chủ quyền đất nước bất diệt mà không một thế lực bất chính nào có thể quật ngã nó. Thế nên xét cho cùng, kế hoạch này chỉ là kế hoạch trên giấy chứ chưa trở thành thực tiễn, cũng là một điểm may mắn cho Trung Quốc, bớt đi một trận thua tơi tả và bớt đi một vết bớt nhục nhã và lịch sử chiến tranh của đất nước. Đấy, nói đến vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo, người Việt Nam hẳn cũng sẽ nghĩ tới hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đầu tiên. Đây quả thực là hai quần đảo đã chứng kiến và ghi dấu rất nhiều máu, nước mắt của quân và dân Việt Nam trong công cuộc giữ gìn và bảo
bảo vệ. Tuy nhiên, ngoài khơi xa không chỉ có Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam còn có Bạch Long Vĩ cũng là quần đảo bị láng giềng Trung Quốc lôi vào các cuộc tranh giành cãi vã trên các diễn đàn truyền thông. Một số ý kiến trách móc Trung Quốc cho Việt Nam mượn đảo Bạch Long Vĩ để kháng chiến cứu nước, nhưng Việt Nam mượn xong lại không trả lại. Một số khác thì lại trách ngược lại chính quyền Bắc Kinh rằng lãnh đạo Trung Quốc đã mang đất cát của mình ra để sang nhượng lại cho Việt Nam. Thế nhưng dẫu trách móc thế nào thì chung quy lại, họ vẫn cho rằng đảo Bạch Long Vĩ là của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam. Vậy thì câu trả lời thỏa đáng và chính xác nhất cho những tranh cãi này là gì? Video ngày hôm nay chúng ta cùng giải đáp nhé! Đầu tiên, báo chí truyền thông Trung Quốc luôn tuyên truyền rằng chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ vốn dĩ thuộc về họ. Việt Nam đã mượn một hòn đảo của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Mỹ, đến nay đã hơn 60 năm mà vẫn chưa trả lại. Bài báo đăng trên Baidu viết rằng Việt Nam, một quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, từng thuộc Trung Quốc một thời gian dài trong lịch sử và họ từng là chư hầu của Trung Quốc, chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa của Trung Quốc. Cho đến cuối thời nhà Thanh thì mới dỡ bỏ mối quan hệ chư hầu này. Tuy nhiên, trong phong trào giải phóng độc lập và chiến tranh chống Mỹ xâm lược của Việt Nam sau đó, Trung Quốc vẫn ra sức viện trợ để giúp đỡ Việt Nam. Thế mà Việt Nam lại nhân cơ hội này để chiếm một hòn đảo của Trung Quốc, đó là đảo Bạch Long Vĩ. Hòn đảo này nằm giữa Trung Quốc và Việt Nam, chỉ cách đảo Hải Nam 130 km và có diện tích khoảng 2,5 km2. Đảo này lớn hơn bất kỳ bãi đáng ngầm nào ở quần đảo Trường Sa trước khi nó được cải tạo. Tờ báo miêu tả, số phận Bạch Long Vĩ khá gập ghềnh. Cuối thời nhà Thanh, Trung Quốc bị ngoại bang xâm lược, Việt Nam không thoát khỏi việc bị Pháp trực tiếp xâm lược. Chính quyền nhà Thanh hèn nhát và bất tài, để ngăn cản Pháp xâm lược, Trung Quốc đã chủ động giao đảo Bạch Long Vĩ cho thuộc địa của Pháp ở Việt Nam. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đảo Bạch Long Vĩ bị Nhật Bản chiếm đóng. Thế chiến kết thúc, Nhật thua trận đầu hàng. Cũng là lúc Trung Quốc chính thức lấy lại đảo, tưởng rằng đảo Bạch Long Vĩ có thể phát triển vững chắc trong sự bao bọc của đất mẹ. Thế nhưng vào năm 1995, Hoa Kỳ bắt đầu cuộc xâm lược Việt Nam, gây nên cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm mà ngày nay chúng ta biết đến, đó là sự kiện chiến tranh Việt Nam, hay người Việt Nam còn gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do vị trí chiến lược của đảo Bạch Long Vĩ là khá đắc địa, Việt Nam rất muốn thành lập một căn cứ quân sự trên hòn đảo này để có thể theo dõi máy bay chiến đấu của Mỹ và làm trạm trung chuyển vật chất để chống lại cuộc tấn công ác liệt của Mỹ. Bởi vậy, cho nên Việt Nam đã hỏi mượn đảo của Trung Quốc và hứa sẽ trả ngay khi chiến tranh kết thúc. Trung Quốc đã cân nhắc rất nhiều lần và cuối cùng đã đồng ý cho láng giềng mượn đảo Bạch Long Vĩ để kháng chiến cứu nước. Lúc đó, Trung Quốc đang ngấm ngầm giúp đỡ Việt Nam, Hoa Kỳ không hề hay biết. Vì thế, trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã không ném bom vào đảo Bạch Long Vĩ bởi vì cho rằng đó là địa phận của Trung Quốc. Việt Nam đã tận dụng được lợi thế này để phát hiện ra nhiều máy bay ném bom của Mỹ và thoát khỏi rất nhiều cuộc tấn công đánh lén. Cuộc chiến kéo dài 20 năm cuối cùng Bắc Việt đã thắng. Chiến thắng này có một phần không nhỏ nhờ vào đảo Bạch Long Vĩ do Trung Quốc cho mượn. Thế nhưng ai ngờ rằng Việt Nam sau khi thắng trận thì trực tiếp thất hứa. Nước này không thừa nhận rằng đã mượn đảo Bạch Long Vĩ của Trung Quốc, thậm chí còn tuyên bố rằng hòn đảo này ban đầu vốn thuộc về Việt Nam và nhiều lần khiêu khích Trung Quốc khiến cho quan hệ của hai nước ngày càng xấu đi. Ngày nay, đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc quyền kiểm duyệt thực tế của Việt Nam với hơn 10 pháo hạm lớn, nhỏ và một số công sự kiên cố do Hải quân Việt Nam đồn trú ở biển Hoa Đông. Sau khi đổ bộ lên đảo Bạch Long Vĩ, Chủ tịch nước Việt Nam khi đó là ngài Nguyễn Minh Chiết đã tuyên bố Việt Nam không cho phép người khác xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải và hải đảo của Việt Nam. Việt Nam sẽ không nhượng bộ một tấc đất nào cho bất kỳ ai. Dù là đảo nhỏ nhưng Bạch Long Vĩ là tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và là hòn đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng cả về an ninh quốc phòng lẫn kinh tế xã hội. Hành vi vô ơn này thật đáng bị lên án. Hơn 60 năm đã trôi qua, Việt Nam vẫn không chịu trả lại đảo Bạch Long Vĩ cho Trung Quốc. Bội tín như vậy, nếu sau này có xảy ra chiến tranh sẽ chẳng có ai tin tưởng và muốn giang tay giúp đỡ nữa. Đó là toàn bộ nội dung bài báo mà phía Trung Quốc tuyên truyền về chủ quyền hòn đảo Bạch Long Vĩ. Tiện thể còn kể lể công trạng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh và tố Việt Nam vô ơn. Tuy nhiên, nhìn lại tiến trình lịch sử của kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta, chúng ta sẽ thấy ngay điểm bất hợp lý trong lời kể của báo chí Trung Quốc. Bởi theo như Trung Quốc nói là họ cho chúng ta mượn đảo từ năm 1955 để đánh Mỹ. Thế nhưng thực tế năm 1955 chiến tranh Việt Nam vẫn chưa nổ ra,
mà phải tới sau năm 1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, các cuộc tập kích bằng đường không của quân đội Mỹ đánh ra miền Bắc nước ta mới bắt đầu, và đến năm 1965, quân đội Mỹ mới chính thức tấn công ồ ạt vào Việt Nam. Vậy thì Việt Nam cần mượn đảo từ cách đó cả chục năm để làm gì? Đây rõ ràng là tài năng biên kịch của các nhà báo Trung Quốc để hợp thức hóa cái thuyết Việt Nam mượn đảo của Trung Quốc mà thôi. Thứ hai, trong bài báo nêu trên, chúng ta không hề thấy Trung Quốc đả động gì đến lịch sử hình thành của hòn đảo này, mà chỉ nói về vị trí địa lý và tình trạng đảo đã từng qua tay những ai trong thời kỳ chiến tranh, rồi ấn định chủ quyền thuộc về Trung Quốc. Vậy thì phải chăng lịch sử hình thành của hòn đảo này có gì khuất tất, hay là chính Trung Quốc cũng không nắm được điều này? Trong khi đó, Việt Nam luôn nắm rất rõ các kiến thức này. Báo chí Việt Nam từng viết về quá trình hình thành và phát triển của huyện đảo Bạch Long Vĩ như sau. Bạch Long Vĩ là hòn đảo nằm giữa vịnh Bắc Bộ. Ngoài cái tên đuôi rồng trắng trước đây, còn có tên là đảo Vô Thủy, nghĩa là không có nước. Sau này có thời kỳ gọi là Phù Thủy Châu, có nghĩa là hòn ngọc nổi trên mặt nước. Đến nay, vẫn còn di tích làng Thủy Châu trên đảo. Cho đến thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, trên đảo Bạch Long Vĩ không có dân cư sinh sống. Đảo chỉ là nơi tránh gió của ngư dân trên biển. Đến năm 1920, sau khi tìm được giếng nước ngọt, dân cư vùng Quảng Yên, Việt Nam tìm tới đây sinh sống lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi trồng trọt trên đảo và khai thác hải sản dưới biển. Năm 1937, chính quyền Bảo Đại phái người tới đảo lập đồn canh phòng và xây dựng chế độ lý tưởng trên đảo. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật hất cảng Pháp ở Đông Dương và cho quân ra đảo tước khí giới của binh lính Bảo Đại. Năm 1946, Pháp quay trở lại Đông Dương tiếp tục khôi phục lại chế độ cai trị trên đảo. Tới năm 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, lực lượng phản cách mạng Trung Quốc chạy ra đảo Bạch Long Vĩ, lấy đảo làm điểm trú chân. Do tầm quan trọng của đảo đối với việc bảo vệ lãnh thổ hai nước, tháng 7 năm 1955, quân giải phóng Trung Quốc đã đổ bộ lên đảo, đánh đuổi bọn Quốc dân đảng và quản lý đảo. Ngày 16 tháng 1 năm 1957, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tiếp quản đảo để quản lý và khai thác, khẳng định chủ quyền của nhà nước Việt Nam đối với đảo, vùng biển, vùng trời và thềm lục địa xung quanh đảo theo quy định của luật biển quốc tế. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 49, quy định đảo Bạch Long Vĩ là xã trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Cũng trong năm này, trên đảo đã có hợp tác xã nông ngư gồm 63 lao động chính và 31 lao động phụ, có 22 hectare đất canh tác, 11 thuyền, 2 tàu đánh cá và các ngư lưới phục vụ đánh bắt hải sản. Cuối năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng không quân của quân đội Mỹ diễn ra ngày càng quy mô và ác liệt. Toàn bộ dân cư trên đảo đã được sơ tán về đất liền. Từ năm 1965 cho đến năm 1992, trên đảo chỉ có lực lượng vũ trang là tiểu đoàn 152, sau này là trung đoàn 952, vùng 1 hải quân làm nhiệm vụ chiến đấu, canh phòng và bảo vệ đảo, cùng vùng biển xung quanh. Ngày 9 tháng 12 năm 1992, chính phủ ra nghị định số 15, quy định thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng. Ngày 26 tháng 2 năm 1993, Hải Phòng đã tổ chức đưa 62 thanh niên xung phong và một số hộ ngư dân đầu tiên sinh sống và làm việc tại đảo. Ngày 27 tháng 7 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 379 phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ. Như vậy, xét cả trên phương diện lịch sử và pháp lý, chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ đã thuộc về Việt Nam. Trước thời điểm Công ước Pháp Thanh 1887, đảo Bạch Long Vĩ có thể xem là một hòn đảo vô chủ. Sau đó, do hiệu quả Công ước năm 1887, đảo này đã thuộc về chủ quyền của Việt Nam và phía nhà cầm quyền Trung Hoa đã không, thậm chí là chưa bao giờ lên tiếng phản đối. Việt Nam đã quản lý và khai thác kinh tế liên tục từ năm 1887 cho đến nay. Vào năm 2000, khi hai quốc gia ký kết Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, đảo Bạch Long Vĩ cũng đã được xác định thuộc chủ quyền của Việt Nam. Những khẳng định này cũng đồng thời là câu trả lời cho câu hỏi có hay không chuyện lãnh đạo Trung Quốc bán đảo Bạch Long Vĩ cho Việt Nam. Sở dĩ từng có câu hỏi như vậy là vì vào năm 1947, Trung Hoa Dân Quốc khai sinh ra cái gọi là đường lưỡi bò, đã khoanh vùng cả đảo Bạch Long Vĩ và bản đồ Trung Quốc. Cho nên dựa vào căn cứ này, một bộ phận chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tin vào đó để nói rằng lãnh đạo Trung Quốc bán biển cho Việt Nam. Nhưng rõ ràng, ngay từ cái gọi là đường lưỡi bò đã phi pháp thì làm sao có thể nảy ra một cuộc trao đổi mua bán nào ở đây? Hơn nữa, điều quan trọng cần khẳng định lại, xét cả trên phương diện lịch sử và pháp lý, chủ quyền đảo Bạch Long Vĩ là của Việt Nam.
thực tế lịch sử đã chứng minh Trung Quốc luôn có dạ tâm và hành động bành trướng dù ở bất kỳ thời điểm nào. Điều đáng lên án hơn nữa đó là Việt Nam, một dân tộc luôn ưa chuộng hòa bình, hữu nghị, lại liên tục trở thành nạn nhân trong cái dạ tâm độc địa ấy của Trung Quốc. Thế nhưng với truyền thống dựng nước và giữ nước, với ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, đồng bào Việt Nam quyết không để lọt tay từng tấc đất, ngọn núi, con sông. Ai cũng biết Biển Đông không chỉ đem lại nguồn tài nguyên vô giá về thủy sản, hải sản, dầu mỏ, khí đốt, mà nó còn là con đường trung chuyển hàng hóa vô cùng thuận tiện của các nước trong khu vực, là cửa ngõ nhìn ra thế giới của Đông Nam Á, và đương nhiên Biển Đông không phải của riêng đất nước nào cả. Ấy thế mà nhiều năm qua, với tư thế là một cá mọc ở châu Á, Trung Quốc đã không ngừng sử dụng các động thái gây hấn liên tục giở trò bắt nạt các nước bé trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nhằm mục đích cuối cùng của Bắc Kinh là biến của Trung thành của riêng, biến Biển Đông thành sân nhà của mình, bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp luật biển đã ký kết với các nước trong khu vực. Ông láng giềng Bắc Kinh đã khiến cho Biển Đông không ngừng dậy sóng. Chính dạ tâm này đã khiến Bắc Kinh vô cùng ngứa mắt khi thấy tàu bè của các nước châu Âu ra vào buôn bán, giao lưu và tập trận tại khu vực Biển Đông. Đây cũng là lý do mà mới đây Trung Quốc nổi đom đóm mắt khi thấy tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh cùng các chiến hạm hộ tống của đồng minh tiến vào Biển Đông. Bắc Kinh cho rằng đó là hành động khiêu khích và đang lên án. Vậy thực hư câu chuyện này là gì? Mục đích tàu chiến của Anh tiến vào Biển Đông là gì? Và hành động này có lợi hay hại cho Việt Nam của chúng ta? Các bạn hãy cùng tìm mới tìm hiểu ngay trong video này nhé! Vừa qua, con tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh có tên là Queen Elizabeth đã cùng với nhóm tàu tiến công vào Biển Đông, bất chấp các cảnh báo từ phía Trung Quốc. Tàu HMS Queen Elizabeth mang theo một tàu ngầm và 6 tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ, một tàu khu trục nhỏ của Hà Lan hộ tống đi kèm. Không những thế, con tàu HMS Queen Elizabeth còn mang theo 8 tiêm kích tàng hình đa năng F-35B Lightning II, 4 phiên đội tấn công hàng hải Wildcat, 7 trực thăng chống ngầm Merlin MK2, 3 trực thăng biệt kích Merlin MK4 ở trên bong. Phát biểu trên đài CNN, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang hành trình hợp pháp ở Biển Đông. Ông này cho biết tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang sử dụng con đường trực tiếp để đi qua vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc HMS Queen Elizabeth có áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp và xây dựng một cách phi pháp trên Biển Đông hay không. Hải quân Hoàng gia Anh sau đó đã công bố các bức ảnh và video lên mạng xã hội để chứng tỏ việc nhóm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang thực hiện các hoạt động tiếp tế hàng hải song phương ở một vùng biển thuộc Biển Đông. Cụ thể, con tàu tiếp tế hậu cần có tên RFA Typhoon của Anh đang đồng thời tiếp tế cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và tàu hộ vệ Evanston của Hà Lan, trong lúc các máy bay F-35B của Mỹ cất hạ cánh trên boong HMS Queen Elizabeth. Quân đội Anh cho rằng điều này thể hiện sức mạnh hàng hải chiến lược và chỉ có một số ít hải quân trên thế giới có thể thực hiện được hoạt động tác chiến tàu sân bay viễn dương. Các bạn thân mến, thời gian gần đây, Liên minh Mỹ-Anh-Úc đã thường xuyên tiến hành các chiến dịch thực thi tuần tra tự do hàng hải, viết tắt là PhoNOP, để chống lại các động thái nhằm hạn chế quyền tiếp cận các vùng biển một cách bất hợp pháp. Sau khi ghé qua Biển Đông, tàu HMS Queen Elizabeth cùng với nhóm tàu tấn công của Anh sẽ đến Nhật vào tháng 9 để tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng phòng vệ Nhật. Ngoài việc phô diễn lực lượng chuẩn bị cho việc tập trận quân sự, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Anh, động thái tàu sân bay HMS Queen Elizabeth cùng nhóm tàu hộ tống ghé qua Biển Đông cũng nhằm dằn mặt các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Việc sử dụng tàu HMS Queen Elizabeth cùng với những tàu hộ vệ đến Đông Á được xem là một phần trong nỗ lực của chính phủ Anh nhằm đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong nền kinh tế toàn cầu đã được đưa ra trong báo cáo tổng quan chính sách an ninh quốc phòng, phát triển và đối ngoại của chính phủ Anh. Anh, Pháp cũng như các quốc gia châu Âu khác đang chuyển hướng quan tâm sang Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức mạnh kinh tế và quân sự của mình. Ngay sau khi thấy tàu sân bay của Anh lượn lờ ở Biển Đông, Bắc Kinh đã giận tím mặt và lập tức lên tiếng cảnh báo đội tác chiến tàu sân bay của Anh không được tiến hành bất kỳ hành động nào không thích hợp. Tờ báo Hoàn Cầu, vốn được xem là cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tuyên bố Hải quân thuộc lực lượng quân đội giải phóng Trung Quốc đang trong tình trạng cao độ sẵn sàng tác chiến. Bắc Kinh cũng cho biết Trung Quốc sẽ sử dụng sự hiện diện của quân đội tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông và coi đây là cơ hội để tập dượt và có cái nhìn cận cảnh từ các tàu chiến mới nhất của Anh.
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại London còn cho biết, mối đe dọa đối với nền tự do hàng hải chỉ có thể đến từ các quốc gia cách nửa vòng trái đất, sử dụng nhóm tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông và phô diễn sức mạnh quân sự nhằm làm gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực đó. Bắc Kinh cũng cho biết, nước này sẽ theo dõi sát sao hành trình về phía đông của đội tác chiến tàu sân bay hiện đang tiến vào Biển Đông trên đường đến Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Anh vẫn còn sống trong thời kỳ thực dân. Sau khi lên tiếng phản ứng trên truyền hình, thì cơ quan an toàn hàng hải của Trung Quốc cũng cho biết thêm, đội quân nước này sẽ tổ chức hai cuộc diễn tập, một cuộc ở vùng biển ngoài khơi phía đông nam tỉnh Quảng Đông. Trung Quốc cũng yêu cầu các tàu thuyền tránh xa khu vực diễn tập ít nhất là 9 km. Quân đội Trung Quốc không cho biết cụ thể những lực lượng sẽ tham gia vào nội dung của cuộc diễn tập. Trang thông tin điện tử của Cục Hải sự Trung Quốc đăng thông báo sẽ tiến hành huấn luyện quân sự tổ chức tại một phần của Biển Đông. Trung Quốc cấm các tàu thuyền đi vào vùng biển bị phong tỏa nằm ở phía đông nam của đảo Hải Nam, có diện tích lên tới 100.000 km2. Đây là cuộc tập trận trên phạm vi lớn nhất ở Biển Đông từ trước tới nay của quân đội Trung Quốc, trải rộng từ phía đông đảo Hải Nam xuống đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bao phủ khoảng một nửa của đảo này. Mặc dù khẳng định là hai cuộc tập trận này không liên quan gì đến việc tàu chiến sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đi qua eo biển Singapore và tổ chức huấn luyện chung với Hải quân Singapore ở phía nam Biển Đông, nhưng ai cũng biết đó là cách Trung Quốc bày tỏ thái độ cứng rắn đối với lực lượng tàu chiến của các nước phương Tây đang tiến vào Biển Đông. Các bạn thân mến, việc tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đi vào Biển Đông thách thức sự bành trướng của Trung Quốc và phản ứng ngay lập tức của Trung Quốc đối với hành động này đã khiến cho thế giới lo ngại đến một diễn biến nóng có thể xảy ra ở khu vực này. Các chuyên gia quân sự thế giới cảnh báo nếu như Anh tiến hành cuộc tập trận tự do hàng hải qua vùng Biển Đông thì có thể chúng ta sẽ chứng kiến sự lặp lại của những gì đã diễn ra với tàu HMS Adrian khi tàu này đi qua vùng biển này vào năm 2018. Cụ thể, lúc đó tàu chiến này đã bị bám sát bởi một tàu chiến Trung Quốc cự ly chỉ cách khoảng 200m cùng với lời cảnh báo Adrian phải rời khỏi vùng biển, đồng thời một máy bay chiến đấu của Trung Quốc lượn lờ bên trên để đe dọa khống chế. Các bạn thân mến, theo đánh giá của các quốc gia trên thế giới, Biển Đông là một tuyến đường thủy chiến lược, 1/3 lưu lượng vận tải biển thế giới đi qua khu vực này. Tuy nhiên, Trung Quốc lâu nay đã khiến các nước láng giềng trong khu vực, bao gồm cả Nhật Bản, Philippines lo ngại về những tuyên bố chủ quyền phi pháp tại vùng lãnh hải quốc tế. Bất chấp phán quyết của Tòa án quốc tế năm 2016, Bắc Kinh đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trái phép gần như khắp Biển Đông, cáo buộc về các nước đưa tàu chiến đến khu vực làm leo thang căng thẳng. Chính quyền Bắc Kinh đã và đang thực hiện trái phép các hoạt động xâm nhập, đánh chìm tàu nước ngoài, xây dựng các đảo nhân tạo mới và sử dụng tàu cá để làm lực lượng dân quân biển ở Biển Đông. Trung Quốc gần đây đã mở rộng kho tên lửa đạn đạo hạt nhân của mình, xây dựng hầm xi lưu mới ở vùng Tân Cương xa xôi. Bắc Kinh cũng đang phát triển tên lửa bội âm với tên gọi là Hypersonic Weapon, có thể đạt vận tốc gấp 8 lần với vận tốc âm thanh và được gọi là vũ khí hành trình có sức hủy diệt trên Biển Đông. Hành động này đã vấp phải các chỉ trích của các nước trong khu vực và cả các quốc gia phương Tây. Đối với Việt Nam, Bắc Kinh còn liên tiếp có những hành động gây hấn nhằm vào hoạt động kinh tế của Việt Nam trên biển, bành trướng thế lực và xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam. Với việc thông báo tập trận ở Biển Đông vừa qua, Bắc Kinh đã xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng phản đối. Bà Hằng nói, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái diễn hoạt động vi phạm tương tự làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Các bạn thân mến, trong khi toàn thế giới đang nỗ lực chung tay chống lại đại dịch COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, thì hành động tập trận quân sự của Trung Quốc đã góp phần phá vỡ sự ổn định của khu vực. Hành động đó không chỉ nói lên rằng Trung Quốc luôn duy trì tư tưởng bành trướng các nước lớn và thách thức sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về chủ quyền và quyền tài phán của các nước láng giềng. Hành động của Trung Quốc cũng bày tỏ sự công khai chống đối với các nước Anh, Mỹ, Úc và hành động tàu sân bay của Anh đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, sự thật bao giờ cũng là sự thật với Bắc Kinh. Dù có lươn lẹo đến đâu cũng không thể thắng được chân lý và luật pháp quốc tế. Trung Quốc càng bành trướng thì càng nhận được nhiều gạch đá của quốc tế và làm cho các cường quốc thuộc phải đối diện không thể ngồi yên. Chúng ta biết rằng từ buổi sơ khai, Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ có 34 cán bộ chiến sĩ với tên gọi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân, cầm trong tay những trang bị vũ khí hết sức thô sơ và lạc hậu.
Để có được lực lượng hùng mạnh, chuyên nghiệp như ngày hôm nay, đó là cả một quá trình không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện. Đây là quy luật tất yếu để thành tài, nhất là với một đất nước luôn bị coi là nhược tiểu như Việt Nam. Song chính những kinh nghiệm chiến đấu xương máu của những trận chiến lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu trong thế kỷ 20 đã bồi đắp cho người lính Việt Nam tinh thần thép và sự thiện chiến đỉnh cao. Cho nên, có thể về sức mạnh tổng thể, quân đội nhân dân Việt Nam vẫn còn phải bồi dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa. Những người lính của ta vẫn có thế mạnh, biệt tài, khiến ngay cả binh lính của những cường quốc quân sự cũng phải nể phục và học tập theo. Trong video ngày hôm nay, chúng mình muốn kể với các bạn khán giả về một biệt tài như vậy của bộ đội Việt Nam. Được một tạp chí quân sự uy tín của Nga, tạp chí lực lượng đặc nhiệm của Nga ca ngợi và khẳng định là thiện chiến ngoài sức tưởng tượng, khiến cả quân đội Mỹ và Nga đều phải nghiên cứu và học tập. Bắt đầu từ những trận công đồn đặc biệt đã sinh ra những chiến sĩ đặc công và họ đã trở thành một binh chủng chiến đấu lớn mạnh, khiến cho các lực lượng quân sự thiện chiến nhất cũng phải kinh hoàng. Lực lượng đặc công Việt Nam với lịch sử oai hùng bắt đầu từ giữa cuộc kháng chiến chống Pháp rồi tới Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau này, tất cả đều đã trở thành huyền thoại. Do đó, sự thiện chiến tinh nhuệ của đặc công Việt Nam là điều không phải bàn cãi. Nhưng đối với lính Nga, hơn cả sự khâm phục ở người lính đặc công Việt Nam còn có điều này khiến họ phải học hỏi theo. Từ những các chương trình huấn luyện của FSC Thụy Sĩ, GSC-9 của Đức, SBS của Hải quân Anh, CIA của Hải quân Mỹ, lực lượng Delphin Banner của Nga. Lực lượng đặc công Việt Nam luôn cho thấy khả năng tác chiến với dấu ấn rất đặc thù, chưa từng xuất hiện ở một lực lượng đặc nhiệm nào trên thế giới. Từ khả năng để luồn sâu, bí mật đột nhập, phá hoại và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng, cho đến khả năng sinh tồn trong những môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Đã bao giờ bạn thử nghĩ rằng chẳng may một ngày mình bị lạc vào một khu rừng hoang nhiệt đới chưa? Một bãi sa mạc mênh mông cực kỳ khô cằn, bạn sẽ sống sót như thế nào chưa? Vậy mà các chiến sĩ bộ đội đặc công Việt Nam không những có thể sinh tồn mà còn chiến đấu và chiến thắng với một sức chịu đựng mà báo Nga mô tả là vượt ngoài sức tưởng tượng của loài người. Các chiến sĩ đặc công Việt Nam được trang bị có thể nói là khá mỏng manh khi lâm trận, thường chỉ là mặc bộ quần cộc đi chân không. Ngoài vũ khí trang bị thì sẽ chỉ có thêm một vài vũ khí thô sơ như thuốc bôi ngụy trang hay ống nhựa y tế dành cho các chiến sĩ đặc công nước dùng làm ống thở. Giá trị nhất có chăng chính là cơ thể cường tráng, lực lưỡng của người lính để có thể vượt qua hàng rào vật cản. Với trang bị mỏng như vậy, các chiến sĩ sẽ phải rèn luyện bản thân để có thể nằm nhiều ngày trên cánh đồng, trên các bãi đất trống. Họ được rèn luyện để có thể ở nhiều ngày trong hầm bí mật. Và một sự thật khó tin được là đã có những chiến sĩ đặc công từng nằm cả tuần liền trong hàng rào dây thép gai, bao quanh căn cứ địch để theo dõi đối phương, hoặc là ẩn mình dưới ao bèo cả một ngày trời. Trong khi đó, chúng ta cũng là người trần mắt thịt, ngâm mình bể bơi một tiếng, hai tiếng là cảm lạnh, cảm sốt vật vã rồi. Ngoài ra, để chống bị phát hiện bởi chó săn, họ còn phải phơi thân mình nhiều ngày đêm trong vùng đất có xăng dầu, thậm chí để sương xa gió bụi làm giảm bớt đi mùi người. Khi tiềm nhập, họ có thể phải nằm im lìm như chết hàng giờ dưới chân một lính canh, hoặc là trong tư thế rất khó để giả là một mô đất, một lùm cây, một hòn đá trong ánh sáng đèn pha của địch. Kỹ năng đột nhập của đặc công Việt Nam đã đạt đến trình độ cao, đến mức họ có thể bò qua một bãi đất trống giữa hai ngọn đèn pha công suất lớn mà không hề bị phát hiện, rồi lợi dụng rất tốt giao thoa ánh sáng để cơ động. Lực lượng đặc công nước của Việt Nam cũng tương tự như đặc công đánh bộ, ngay từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cũng được huấn luyện rất kỹ lưỡng và đặc biệt dựa vào sức chịu đựng của con người, được tuyển chọn từ các làng chài lưới trên biển. Họ có kỹ năng bơi lội rất tốt. Bài tập thể dục buổi sáng của đặc công nước thông thường là bơi hàng chục cây số. Do yếu tố bí mật và tác chiến trong điều kiện đất nước khó khăn, do đó các phương tiện bơi lặn của họ khá thô sơ, nhưng kỹ năng thì rất hoàn hảo. Với các công cụ như thế, các đặc công nước có thể cơ động rất xa và rất lâu dưới nước chỉ với một ống thở dạng ống y tế. Kính bơi thông thường, dụng cụ bảo vệ cũng không nhiều. Dao sử dụng dưới nước, thuốc ngụy trang khi tác chiến ở vùng biển nguy hiểm. Họ được trang bị thuốc đuổi cá mập. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, họ không có phương tiện bơi lặn phổ thông như quần áo thủy lực, bảo vệ kính lặn. Nhưng chính những điều đó đã làm tăng khả năng chiến đấu của họ lên nhiều lần.
các chiến sĩ đặc công nước có thể lặn rất lâu và bơi ngầm với tốc độ cao, có khả năng vượt qua mọi cạm bẫy dưới nước, từ lưới chống đặc công đến thiết bị trinh sát sonar thủy âm, mìn và lựu đạn. Một thời sáng tạo và tuyệt đỉnh công phu là cách mà báo chí nước ngoài mô tả về kỹ năng tác chiến của bộ đội đặc công Việt Nam. Kỹ năng tác chiến với khối nổ của đặc công Việt Nam được đánh giá là đáng sợ hơn cả đặc nhiệm hải cầu Mỹ. Bởi trong khi đặc nhiệm hải cầu Mỹ sử dụng các lượng nổ có gắn kíp điện an toàn, thì đặc công Việt Nam lại chỉ sử dụng các kíp nổ thông thường như nổ xòe, kíp nổ cổ điển hoặc các kíp nổ mìn và lựu đạn. Nhưng cái mạnh của lính đặc công Việt Nam chính là kỹ năng tác chiến với khối nổ. Họ có thể vừa cơ động vừa tấn công các mục tiêu bằng khối nổ hoặc là cài đặt các khối nổ để vô hiệu hóa xe tăng, xe bọc thép, xe quân sự. Lực lượng đặc công Việt Nam còn là chuyên gia của các loại mìn tự chế để tiêu diệt các phương tiện cơ giới của đối phương, từ máy bay trực thăng tầm thấp đến xe cơ giới, xuồng máy và tàu thuyền. Trong trường hợp không còn các loại kíp hẹn giờ hiện đại, lính đặc công Việt Nam có thể tự chế tạo ra nó từ kíp lựu đạn của Mỹ với đồng hồ thông thường. Thậm chí trong những trường hợp khẩn cấp, họ còn có thể biến một cái ống bơ, một thùng xăng, một cuộn dây chun và mảnh vụn kim loại thành những vũ khí sát thương có sức công phá cực kỳ nguy hiểm. Bằng cách nào ư? Họ đã lấy dây chun quấn vào mỏ vịt của một lựu đạn nhỏ, sau đó thả vào bình xăng 20 lít quân dụng. Như vậy là đã có ngay một quả mìn nổ chậm vô cùng nguy hiểm. Khi tác chiến ở những vùng rừng núi hẻo lánh, địa hình gồ ghề nguy hiểm, các chiến sĩ đặc công có kỹ năng sử dụng rất tốt các loại vũ khí thô sơ. Chúng ta thường gặp các anh hùng Hollywood có khả năng làm sập bẫy trông và các loại vũ khí tự chế khác. Nhưng thực tế tất cả đều học ở Việt Nam, từ bắn nỏ, phóng lao cho đến các loại bẫy nóng và nguội khác nhau. Tất cả đều gây một tâm lý vô cùng nặng nề cho lực lượng quân đội Mỹ. Tất nhiên, kỹ năng quan trọng nhất của mọi lực lượng đặc nhiệm đó chính là xạ kích. Các chiến sĩ đặc công Việt Nam chiến đấu chủ yếu trong hậu phương đối phương nên họ có kỹ năng xạ kích và đánh gần rất tốt. Chiến sĩ đặc công có khả năng sử dụng thành thạo bất kỳ loại vũ khí nào cả hai bên và họ bắn rất nhanh, chính xác dường như không lấy đường ngắm. Đặc biệt, kỹ năng cận chiến được coi là xuất sắc nhất của đặc công Việt Nam. Chiến sĩ đặc công có thể chiến đấu cận chiến trong một khoảng không gian hẹp như nhà, hầm, nhà nhiều tầng, rừng nhiệt đới rậm rạp, địa hình phức tạp hoặc thậm chí là trong vòng vây kẻ thù với hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi, bị phát hiện trong hầm bí mật nhưng họ vẫn có khả năng tấn công đối phương nhanh, quyết liệt và thoát hiểm. Đã có những trường hợp một số nhóm nhỏ chiến sĩ đặc công khi lọt vào trận địa của cả một đại đội lính Mỹ vẫn đủ khả năng tấn công, gây thiệt hại nặng cho đối phương và rút lui an toàn. Kỹ năng cận chiến còn được thể hiện ở khả năng chiến đấu với vũ khí lạnh, dao găm, tay không võ thuật với các kỹ thuật chiến đấu cổ truyền võ dân tộc, khả năng sử dụng vũ khí lạnh, dao găm, các vật có thể sát thương, tiêu diệt đối phương rất cao. Thông thường các kỹ năng sử dụng vũ khí và tay không được rèn luyện theo xu hướng dứt điểm nhanh, chính xác và không gây tiếng động. Vì vậy, các chiến sĩ đặc công có thể nhanh chóng tiêu di hoặc bắt sống mục tiêu, lính canh, sĩ quan mà không gây tiếng động hoặc sự chú ý. Chiến dịch chiến đấu tiến công lớn nhất và cũng là quan trọng nhất chưa từng có trong lịch sử quân sự thế giới về sử dụng lực lượng đặc nhiệm chính là cuộc tổng tiến công vừa nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trong chiến dịch này, lực lượng đặc công, biệt động, trinh sát đặc công đã kết hợp với các lực lượng vũ trang toàn miền Nam tiến hành một cuộc tấn công và nổi dậy trên toàn bộ chiến trường, tập kích vào tất cả các cơ quan đầu não, căn cứ quân sự Mỹ, điển hình nhất là cuộc tổng tấn công tỏa đại sứ Mỹ. Một pháo đài thật sự giữa Sài Gòn. Cuộc tập kích đã tiêu diệt và làm bị thương gần 190 quân nhân Mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là đánh gãy tư tưởng chiến lược chiến tranh của quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã tiêu hủy mọi hy vọng giành thắng lợi ở chiến trường và làm dấy lên cuộc đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh Việt Nam ở Mỹ và khắp thế giới. Đó chỉ là một trong rất nhiều chiến công hiển hách mà lực lượng đặc công Việt Nam đã đạt nên. Nhưng cũng đủ để hiểu tại sao đặc công Việt Nam được gọi với cái tên đã vượt ra ngoài lãnh thổ. Báo chí Nga kết luận, nếu so với các lực lượng đặc nhiệm trên thế giới, đặc công Việt Nam chính là lực lượng chuyên nghiệp nhất, có kỹ năng chiến đấu hoàn hảo nhất và cũng có nhiều kinh nghiệm tác chiến tốt nhất trong môi trường chiến trường phức tạp và lực lượng đối phương mạnh hơn gấp nhiều lần, không có được sức mạnh yểm trợ của hỏa lực đường không và các loại vũ khí, khí tải hiện đại.
Với kỹ năng tác chiến và sức chịu đựng vượt ngoài giới hạn của con người, lực lượng đặc công Việt Nam là một mô hình lực lượng mà hầu hết các lực lượng đặc nhiệm bao gồm cả lực lượng hải cầu Mỹ, lực lượng Panther của RA đều nghiên cứu và học tập. Đó là sự ghi nhận và nể phục của bạn bè quốc tế dành cho lực lượng bộ đội đặc công Việt Nam. Trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á của các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, có thể nhận thấy rõ là Bắc Kinh đã có những thành quả đáng kể trong vài năm qua, đúng không ạ? Đơn cử như Campuchia, nước này từng thân thiết với Mỹ trong nhiều dự án quan trọng, nhưng rồi đã sẵn sàng gạt bỏ tất cả để làm thân với Trung Quốc, khiến cho nhiều người không khỏi lo ngại. Việc vương quốc của Thủ tướng Hun Sen sẽ là một con rối trong tay Trung Quốc. Nỗi lo với Campuchia chưa dứt thì tới nay người ta lại thấy một quốc gia đàn em khác ngay chừng là cũng có dấu hiệu vướng vào cuộc tranh giành chiến lược này. Đó là Vương quốc Lào. Chỉ khác một điều là Lào không đứng giữa hai ông lớn Mỹ, Trung, mà đứng giữa hai đối thủ lịch sử Trung Quốc và Việt Nam. Vậy thì cụ thể hiện nay Việt Nam và Trung Quốc đang có tầm ảnh hưởng như thế nào tại Vương quốc Lào? Giữa một bên là người anh em hạt muối cán đôi, cộng song bể nửa, và một bên là chiếc khẩu bao khổng lồ dòng tiền như dòng chảy sông Mekong, cứ liên tục chảy vào tường tưới tắm cho đất nước triệu voi còn nhiều thiếu thốn. Thì liệu rằng Lào sẽ chọn theo bên nào? Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận chủ đề này trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, Lào là một nước không có biên giới biển và tiếp giáp với năm nước Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Với vị trí này, Lào từ lâu vẫn luôn tìm cách giữ cân bằng giữa các nước láng giềng của mình. Lào có văn hóa và ngôn ngữ gần giống với Thái Lan. Quốc gia nằm ở phía Tây, hai nước luôn giữ mối quan hệ chính trị đã có từ lâu đời. Còn với Việt Nam chúng ta, Lào là một trong số ít những người bạn đáng tin cậy nhất của Việt Nam trên thế giới. Mối quan hệ đặc biệt gần gũi do có lịch sử cùng là cộng sản, cùng nhau chiến đấu chống thực dân. Lực lượng Pathet Lào sẽ rất khó lên nắm chính quyền vào năm 1975 nếu như không có sự hỗ trợ từ phía Việt Nam. Và ngược lại, nếu không có sự trợ giúp chân thành nhiệt tình từ những người cộng sản Lào, thì con đường mòn Hồ Chí Minh, con đường huyết mạch trong các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc Việt Nam cũng không thể thực hiện được. Hơn nữa, Lào còn là một phần không thể tách rời trong khối chính trị ba nước Đông Dương thống nhất để bảo vệ, chống lại những ý đồ xâm lấn bất chính của thế lực phương Bắc. Tuy nhiên, khi có sự mở rộng về kinh tế vào cuối những năm 1980 và sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ, Lào cũng bắt đầu nhìn rộng và xa hơn và dần dần giảm sự phụ thuộc vào Việt Nam. Điều này giúp cho Lào có nhiều không gian và cho việc củng cố quan hệ với Trung Quốc. Quốc gia láng giềng to lớn nằm ở phía Bắc, cũng từ đây đánh dấu bước dấn thân của Lào vào vòng xoáy tiền bạc của nhà đầu tư sành sỏi và lắm tiền bậc nhất thế giới Trung Quốc. Năm 1997, châu Á gặp khủng hoảng kinh tế, Trung Quốc thì chẳng bị ảnh hưởng mấy trong cuộc khủng hoảng đó. Còn Lào đã nghĩ tới sự giúp đỡ từ Bắc Kinh ngay dịp khủng hoảng. Và thế là theo đúng kiểu nhà giàu chia cho nhà nghèo, phía Bắc Kinh đã phản ứng tích cực bằng một loạt các thỏa thuận song phương bao gồm hợp tác kinh tế và kỹ thuật đầu tư, ngân hàng và phát triển cơ sở hạ tầng, các khoản trợ cấp xuất khẩu hào phóng và các khoản vay không lãi suất do Bắc Kinh cung cấp đã giúp cho Lào ổn định giá trị đồng tiền của mình trong cuộc khủng hoảng 1998-1999. Thực ra thì ai mà không hiểu Trung Quốc đã coi thời khắc đó đúng là thiên thời để gia tăng ảnh hưởng với Viên Chăn. Kế đến chuyến thăm Lào của Chủ tịch Giang Trạch Dân vào tháng 11 năm 2000, chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Trung Quốc là biểu tượng cho mối quan hệ mới hình thành của Trung Quốc với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Kể từ đây, hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Bước sang thế kỷ 21, với chính sách hướng ngoại của Bắc Kinh, hàng tỷ đô la đã được Trung Quốc bơm vào các lĩnh vực như là thủy điện, nông nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng lại Lào trong nhiều năm nay, tạo nền tảng cho chiến lược con đường tơ lụa đang được triển khai. Vốn đầu tư Trung Quốc đã tạo ra những con đường cao tốc xuyên qua những khu vực miền núi hoang sơ miền Bắc nước Lào, và nó cũng nhắm đến 13 đặc khu kinh tế tại địa bàn chiến lược của Lào. Ngoài ra, Trung Quốc còn để lại dấu ấn sâu đậm tại Lào bằng cách rót vốn đầu tư và tập hợp hàng trăm nhà máy thủy điện dọc bờ sông Mekong của Viên Chăn để giúp cho nước này thực hiện hóa giấc mơ trở thành cục pin của Đông Nam Á bằng cách bán điện cho các nước láng giềng. Thời điểm cuối năm 2003, đầu tư của Trung Quốc vào Lào đã vượt qua 5 tỷ đô la, khiến cho nước này trở thành đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào
và chính phủ Trung Quốc coi Lào là cánh cổng vào Đông Nam Á nhằm đạt được mục tiêu về chính trị trong khu vực này. Trước đó, một vị lãnh đạo của Lào từng nói rằng các dự án lớn của Trung Quốc tại Lào, ngoài các lĩnh vực như xây đập thủy điện, khai thác quặng và đặc khu kinh tế Bertam Den Kham, tam sắc vàng ở huyện Thom, dự án đầm Than Luông ở thủ đô Viên Chăn được mọi người xem là thành phố mới của Trung Quốc. Mặc dù giới lãnh đạo Lào không thể hiện rõ ràng bản thân họ ngày càng gần gũi với Trung Quốc hơn, nhưng vì Trung Quốc là một gã nhà giàu khổng lồ ở phía Bắc, mà tiền thì có ai mà không thích chứ. Còn đối với Lào mà nói, quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á này lại rất cần sự giúp đỡ từ tỷ phú Trung Quốc để xây dựng và phát triển đất nước. Nói chẳng khác nào như cá gặp nước mà thôi. Theo thời gian thì mối quan hệ Trung-Lào ngày càng có nhiều biểu hiện thân thiết gắn bó, và điều đó cũng đồng nghĩa với những nghi ngại ngày càng tăng của người ngoài cuộc về sự lún sâu của Lào và thế lực hùng hậu phương Bắc. Tuy nhiên, chưa đến hồi kết thì chẳng ai dám khẳng định điều gì, nhất lại là chuyện chính trị. Nay thế này, mai thế kia là điều chẳng có gì lạ lắm. Trung Quốc tưởng rằng là với hàng tỷ đô la rát vào Lào thì nước này sẽ một phép theo mình, thế nhưng hóa ra không phải. Và chỉ dấu đầu tiên cho thấy Lào đang có xu hướng làm ấm lại mối quan hệ Việt Lào. Đó là các lãnh đạo khóa mới của Lào có xu hướng thân Việt Nam hơn từ khi nước này thay đổi chính phủ vào năm 2016. Cựu Thủ tướng Lào Thongsin Thammobong, từng rất thân Trung Quốc, đã được thay thế bằng ông Thonglun Sisulit. Trong khi Tổng Bí thư Bunhang Volachit làm chủ tịch nước, cả hai nước này đều đã được xem là gần gũi với Việt Nam. Bản thân Thủ tướng Sisulit đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên để đến Việt Nam, đồng thời có sự sắp xếp lựa chọn những người có cảm tình và thân thiện với Việt Nam vào bộ chính trị nhiều hơn. Kế đến là sự bất bình của một bộ phận dân cư Lào đối với các dự án đầu tư của Trung Quốc kể từ khi có sự hiện diện ngày càng tăng của người Trung Quốc trên đất Lào. Mỗi bất bình khó chịu của người Lào cũng theo đó mà dâng cao chóng mặt. Lý do là bởi các ông cai thầu của Trung Quốc làm đâu bỏ đó, cầu thả và vô trách nhiệm về vấn đề môi trường ở những khu vực mà họ đến xây dựng. Từng có vụ việc xảy ra cách đây mấy năm, người dân Lào sống ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng đã biểu tình gây gắt phản đối việc thu gom đất, đồng thời chặn không cho các nhà đầu tư Trung Quốc khảo sát khu vực dự kiến dùng để xây sân bay. Có nguồn tin cho hay dự án sân bay đó phải hoãn lại. Hơn nữa, cũng giống như Việt Nam, Lào có đường biên giới giáp với Trung Quốc, cho nên mối lo lắng của Lào về ý đồ của Trung Quốc là điều đặt ra ngay trước mắt. Mặt khác, mối quan hệ của Việt Nam với Lào dựa trên mối quan hệ chặt chẽ được phát triển hơn 40 năm, cũng như quan hệ kinh tế và văn hóa sâu sắc giữa hai nước. Các công ty Việt Nam đã hoạt động thành công tại Lào trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các tỉnh phía Nam như là Savannakhet và Atapu. Các hoạt động kinh tế hàng ngày giữa hai nước hầu như không có rào cản, và nhiều người Việt Nam đã nhân cơ hội này để nhập cư vào Lào, làm nhiều công việc khác nhau, từ chủ cửa hàng nhỏ đến công nhân xây dựng. Những hoạt động giao lưu nhân dân này đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ Việt Nam-Lào, và phải một thời gian nữa thì Trung Quốc mới có những quan hệ tương tự. Cho tới nay, sau Trung Quốc, Việt Nam vẫn là một nhà đầu tư lớn của Lào. Trong danh sách 60 nước mà Việt Nam đầu tư, thì đầu tư vào Lào là đứng đầu. Việt Nam có lợi ích chiến lược khi duy trì được mối quan hệ gần gũi với Lào, cho nên Việt Nam sẽ không ngần ngại giúp Lào thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Các bạn thân mến, cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc tại khu vực Đông Nam Á đang ngày càng được tăng tốc, trong đó thì Trung Quốc hiện lên là thế lực sở hữu nhiều sách lược tinh vi khó đoán định hơn cả. Tuy nhiên thì có một sự thật là trong quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt bền vững và thủy chung như quan hệ Việt Nam-Lào, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng tắm chung dòng nước Mekong. Hai dân tộc đã chia sẻ ngọt bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng vào đường lối, sách lược và sự lựa chọn của nhân dân, chính phủ, Vương quốc Lào.